tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Già Kén Chẹn Hôm của tác giả nhà văn Phạm Công Bình. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1937. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, tập cuối. Lúa góp còn một lần nữa xong hết. Xuân qua còn 3 bữa tụ trường. Trưa lối 2 giờ, ghe ông chủ sự chở lúa về đậu tại bến. Ông để ghe cho bạn coi chừng, lật đật đi thẳng về nhà. Vô gần tới cửa, thình lình quặn đau trong bụng, muốn đi cầu. Ông hối hả chạy vòng ngoài hàng ba, vô phòng tiêu, chứ không đi trong nhà. Sợ động làm rầy, vì ông biết Xuân qua đang nghỉ. Phòng tiêu và phòng tắm khích một bên, lại ở về khoảng giữa. Phòng nghỉ của ông chủ sự ở đầu bên này, phòng của Xuân qua ở đầu bên kia. Muốn vô phòng tắm hay là vô phòng tiêu, thì hoặc trong phòng nghỉ bước qua, hoặc ở ngoài hàng ba mở cửa bước vô cũng được. Ông chủ sự ngồi trong phòng tiêu chừng vài phút đồng hồ, thoạt nghe tiếng cửa phòng của Xuân Hoa mở. Cửa cầu hé hé, ông dòm thấy Xuân Hoa mở cửa bước vô phòng tắm. Tắm và rửa mặt cũng một chỗ. Cô đứng dây lưng qua phòng tiêu, cúi xuống rửa mặt nên không thấy cửa hé. Trời nực, không có một chút gió. Xuân Hoa rửa mặt xong rồi, bèn cởi hết y phục, dặn nước xòa xuống. Dai qua dai lại kỳ rửa tắm một hồi. Cô dai qua cửa phòng tiêu, xong lo tắm nên không thấy cửa mở hé. Ông chủ sự ngồi phía bên ngó qua, thấy cô bất ý như vậy thì muốn đứng dậy khép cửa lại. Nhưng liệu việc đã lỡ, thấy cô đương tắm, sợ e làm động Xuân qua nghe ắt sanh ra chuyện lôi thôi. Ông bèn ngồi lặng lặng làm thinh, trông Xuân qua tắm cho mau rồi. Hễ rồi bước vô phòng ngủ, ắt êm chuyện. Ông ngồi dai mặt chỗ khác, nhưng con mắt lại bắt liếc qua phía cửa hé. Ông không chi mệt mà bủng rủng tay chân, con mắt lại đổ hào quang, lỗ tai lùng bùng, cổ khô chân run. Xuân Hoa tắm rồi khóa nước đứng lau mình. Chừng đó cô mới thấy cửa qua phòng tiêu hé mở. Cô lật đật bước tới khép cửa lại, chợt thấy ai ngồi trong cầu. Cô xô cửa ra thấy ông chủ sự. Cô dùng la quảng đóng cửa cầu lại, giật áo tắm choàng lên, rồi bương bả chạy vô phòng ngủ, leo lên giường nằm khóc tấm tức tấm tưởi. Ông chủ sự thấy chuyện lỡ ra, bèn tối tăm mặt mày, dường như bị sét đánh gần bên. Ông hết lạnh mà còn run, nhưng ông cũng lật đật bước qua phòng tắm, rồi vô phòng Xuân Hoa. Ông đứng bên giường nói nhỏ nhỏ xin tha lỗi cho ông, vì chuyện tình cờ chứ không phải cố ý. Ông nói: "Chuyện xảy ra trong chỗ kín đáo, trừ hai người thì không ai thấy biết gì cả. Vậy nên bỏ qua cho rồi, hãy quên phức đi." Xuân Hoa không trả lời, kéo áo tắm trùm lại, rồi dai mặt vô vách mặt khóc. Cô khóc tấm tức tấm tưởi, khiến cho ông chủ sự quặn đau trong lòng. Ông không biết dùng lời chi nói cho xuôi, cứ đứng nói lầm thầm xin lỗi, coi như thể ông giam giái chi vậy. Xuân Hoa không trả lời. Ông tưởng cô không nghe, ông bước lại gần. Chân ông run thêm. Ông ngồi đại bên cạnh giường, cúi mặt nói nhỏ nhỏ nữa. Áo tắm của Xuân Hoa không che phủ được hết thân mình, nên bày ra bàn chân, bắp tay. Mà thấy chân tay Xuân Hoa chừng nào, ông càng run chừng nấy. Nói không ra tiếng, ông phải cúi xuống kề miệng gần lỗ tai Xuân Hoa. Xuân Hoa không trả lời, chắc cô không nghe. Ông cúi xuống nữa, Xuân Hoa cứ làm thinh. Có thơ rằng: "Gặp gỡ thành ra sự chẳng ngờ, khổ cho ai lắm hỡi ông tơ. Một tòa sẵn đúc thiên nhiên đó, không lẽ Trường Khanh đứng ngó trơ." Hết ngày nghỉ, Xuân Hoa trở lên Sài Gòn tựu trường. Bữa sau ông chủ sự đi Đà Lạt rước vợ. Tới Đà Lạt mới biết cô chủ sự chưa thiệt mạnh, nên quan thầy biểu ở nán lại ít lâu. Ông chủ sự về trước đặng coi bán lúa. Về Tân Thành được vài tuần lễ kế bãi trường, Xuân Hoa về. Bữa sau được dây thép cô chủ sự nói ghé Sài Gòn, đi đến quan thầy coi mạch lần chót, ngày mai sẽ về tới nhà. Ông chủ sự được dây thép đưa cho Xuân Hoa coi, hai người ngó nhau làm thinh. Ngoài trời mưa lai rai, trong đèn lu phòng tối mờ mờ. Xuân Hoa ngồi hai tay chống cằm để tờ dây thép trên bàn, mắt ngó ra cửa. Ông chủ sự đứng giữa vách, miệng hút thuốc, mắt ngó Xuân Hoa một hồi, quăng điếu thuốc xuống đất rồi nói:
Lỗi, 7 giờ mai xe về tới. Xuân Hoa thở ra. Chúa ơi, biết làm sao bây giờ? Cứ ở đây chờ, tới đâu hay đó. Làm sao dám ngó mặt người? Ông chủ sự chắc lưỡi nói. Chuyện làm lỡ nay mới biết ăn năn. Xuân Hoa đứng dậy bước ngay trước mặt ông chủ sự, ngó chăm chỉ ông rồi hỏi. Anh thương em thật chăng? Thật như em thương, nghĩa là thương không kể chi cả, không kể đến ai hết. Anh chắc thương được như vậy chăng? Sao không chắc? Ông chủ sự nói nghe cứng, chứ giọng nói ngập ngừng. Ngập ngừng vì thấy khi không Xuân Hoa làm lung nói dữ như vậy, nên ông bắt đánh trống ngực. Xuân Hoa nghe ông trả lời, bèn ôm chặt cứng ông chủ sự rồi nói. Nếu anh thương em thật như vậy, thì hãy thu xếp đồ đạc đi với nhau nội đêm nay. Ông chủ sự giật mình hỏi. Em nói gì vậy? Thủng thẳng tính, đừng làm bậy không nên. Em đâu có hớp tớp, em suy nghĩ đã cùng rồi, mà hãy suy nghĩ tới đâu đều cũng thấy gì em đứng đó. Nghĩ tới đà run rẩy, nói chi thấy mặt người. Nè anh, mình phải đi mới được, tiếc gì mà muốn ở đây. Về phần em không tiếc chi cả, vì người không phải mẹ đẻ của em. Còn anh tiếc lối gì? Người đó nào phải vợ anh? Nếu quả anh thương em thì đâu còn thương ai nữa. Em nói coi chuyện như chơi của con nít. Tính coi dễ quá mà thật tình chuyện khó bằng trời. Khó là thi hành không được, mà nếu thi hành được thì gẫm coi lại khốn nạn biết bao. Vậy chứ ở đây gạt gẫm người không nên cho là khốn nạn hơn bội phần sao? Ông chủ dậm chân nói. Không ở đây chứ đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được, Nam Giang, Bắc Kỳ, lèo gì tự ý anh. Đi xa như vậy mà tiền một đồng một chữ không có, làm sao sống? Của cải đây, nhà cửa này, nhất nhất vì em là chủ, chứ Hoa không có xu con. Xuân Hoa nghe nói lầm thinh, dây lâu đáp rằng. Không có xu con mới đi cho rồi, anh biết chữ, em cũng biết chữ, viết mướn chép thuê không được sao? Tay chân có, cùng thế gánh vác đội bưng cũng xong, ráng chịu cực thì làm ra tiền, có khó chi? Xuân Hoa nói có lý. Mà lý lẽ ấy làm cho ông chủ sự đổ quào thêm, chứ không làm cho ông theo chút nào. Ông nghĩ thầm. Mèn ơi, bỏ nhà cửa như vậy, đặng đi bình bồng, không biết đi đâu. Kiếm công việc làm mà đâu chắc gì kiếm được. Tính làm sao mà nghe bắt tức cười. Ai đời 26 tuổi đầu mà trở lại kiếm sở làm. Vốn không có, duy có hai bàn tay trắng với tình yêu của Xuân Hoa mà thôi. Có bao nhiêu đó mà đi ra làm ăn. Chữ làm ăn được tác giả để trong ngoặc kép. Theo tiểu thuyết thì được, chứ theo đời cạnh tranh này, ôi ai còn thấy điều ấy. Không nói chi nhiều, nghĩ tới sự làm lụng cực nhọc đây thì đã rỡn ốc rồi. Nói chi tới thức khuya dậy sớm làm công cho người, biên chép sổ sách, kiếm từ đồng mua gạo nấu. Mà nấu cái gì, đâu có chắc rằng Xuân Hoa nấu cơm xong hay không. Cha chả, rồi đây ở Tân Thành hoặc Chợ Lớn, Sài Gòn, có người hay được. Ôi thôi, mặc sức họ cười chê nhạo bán. Ông suy nghĩ chừng nào, bộ mặt ông càng ưu sầu chừng nấy. Trời tối đèn lu nên Xuân Hoa không thấy nét mặt bi ai của ông. Hèn lâu không nghe trả lời, Xuân Hoa mới hỏi. Sao, anh tính đêm nay đi hay không? Anh không biết tính làm sao bây giờ. Nói như em vậy cũng cứng cỏi lắm, có chí can đảm mới dám thi hành như thế. Nhưng mà xét lại làm đâu được. Trốn đi sao khỏi mang xấu với thiên hạ ở Tân Thành này. Còn dây nữa, qua suy nghĩ hoài, không biết bỏ đi đây rồi làm nghề gì ăn. Phải suy xét trước sẽ làm sao. Nếu hớp tớp làm lỡ ra rồi thì hại cho mình chứ không ít chi. Nói tới đây ông thở ra. Ê, nếu mình có tiền bạc sẵn thì khác. Xuân Hoa nghe nói xui xị như vậy thì rưng rưng nước mắt. Cô hỏi. Vậy anh tính bỏ tôi để tôi đi một mình hay sao? Ai tính bỏ em? Ý Hoa muốn cản không cho em với Hoa chết đói cả chùm đó thôi. Chết đói mà còn dễ chịu hơn là ở đây no bụng. No làm chi mà phải ăn khính của người mình gạt phỉnh. Không dễ chịu cho em cũng không dễ chịu cho Hoa. Nhưng mà ở đời ai cũng phải gặp cảnh khổ như mình. Nếu lỡ ráng chịu để coi, thủng thẳng tới đâu hãy tới đó. Anh chịu được thì chịu, chứ tôi không thể nào ngó mặt gì tôi cho được. Người nuôi nấng mình từ bé chí lớn, nay bị phụ bạc gạt gẫm như vậy, không thế nào em cũng đi. Nhưng mà đi đây, nếu anh không theo thì em sẽ trở nên làm sao? Xuân Hoa nói tới đây dùng khóc ròng,
và nói: Nếu anh thương em thật tình, đừng bỏ em tội nghiệp lắm anh ơi. Hoa chẳng muốn xa em đâu, nhưng em hãy suy nghĩ lại, hãy đình đã vài bữa coi, hãy bền chí chờ thử, biết đâu nay mai không chừng. Không đâu anh, ở đây nuốt mấy hộp cơm sao vô, hộp nào lọt ngang cổ cũng cào cũng xé, đau đớn chịu đâu nổi. Ông chủ sự làm thinh, Xuân Hoa nói lớn: Tôi biết, anh không trả lời vì anh tiếc sự nghiệp này. Thôi, anh ở lại đây đặng ăn hưởng, đi một mình cũng được vậy, không sao đâu. Cô nói rồi xây lưng trở vào phòng. Ông chủ sự bước theo hỏi: Em điên hay sao? Xuân Hoa dây lại: Anh đi với tôi không? Nói lần chót cho tôi biết. Ông chủ sự làm thinh, Xuân Hoa mau chờn bước đến mở cửa phòng, vô phòng rồi đóng lại, gài chốt trong, rồi leo lên giường khóc ngất một hồi, rồi nằm mê man tới khuya. Hèn lâu, Xuân Hoa gượng ngồi dậy, mở cửa sổ ngó ra ngoài. Thấy trời gần hừng sáng, cô lật đật mở tủ lấy vài cái quần áo bỏ vô hoa ly nhỏ, rồi ngồi xuống, lấy giấy mực thảo mấy hàng sau này. Tôi nói đi thì tôi đi, mà đi không có anh cũng chẳng hề gì. Tôi nói thiệt, hễ tôi bước chân ra khỏi nhà này thì không khi nào trở lại. Chừng xong chỗ ăn chỗ ở, tôi sẽ viết thơ thuật lại cho dì tôi biết tại sao tôi đi. Anh đừng lo, tôi biết nín, tôi biết kín miệng, tôi biết để cho anh bằng an đặng hưởng sự nghiệp lớn lao này. Xuân Hoa viết xong thay đồ, lấy khăn choàng lên đầu, buộc lại nơi cổ, rồi xách qua ly mở cửa, nhẹ nhẹ bước ra ngoài. Cô đem thơ nhét cạc lá sách, liền vô phòng ông chủ sự. Đoạn cô lần lần ra cửa rào sắt thì gà vừa gáy sáng. Ấy là canh khuya thân gái dậm đường, phần e đường xá, phần thương giải dầu. Trọn đêm ông chủ sự nhắm mắt nhưng không ngủ. Ông nằm thiêm thiếp, trán nóng như lửa, đầu nặng như đá mà lạnh cả mình. Ông nằm im mà chờ, cũng như tội nhân bị án xử tử, chờ gươm máy dựng xong đặng ra chịu chết. Ông không biết làm sao nói cho xuôi. Nếu Xuân Hoa đi thiệt thì không biết cắt nghĩa tại vì đâu Xuân Hoa bỏ đi. Nói tới Xuân Hoa, ông bắt xót xa trong lòng. Ông nhớ lúc tình dục nổi lên, dằn lòng không được, khiến việc lớn lỡ ra, thì lương tâm ông cắn rứt, khó chịu, xốn sang. Trong óc nghe lùng bùng, hễ nhắm mắt thì thấy bậy bạ, nằm ngủ không được, nửa tỉnh nửa mê. Thoạt nghe gà gái chim kêu lăng liếu, ông biết trời sáng, bèn chống tay ngồi dậy. Ông nhảy xuống giường ráng mở cửa, chợt thấy thơ của Xuân Hoa dưới gạch. Ông lật đật lượm coi rồi nói lớn: Huy, còn gì đâu, đi rồi. Ông già nói và chạy qua mở cửa phòng Xuân Hoa. Thấy quần áo soạn ra bỏ cùng trên giường, còn hoa ly nhỏ đâu mất. Ông biết Xuân Hoa đi thiệt. Trong lòng bấn loạn, lần mò vịn bàn vịn ghế bước ra phòng khách, ngồi ì xuống như người chết chưa chôn. Ông ngồi dựa ngửa nói lầm thầm: Xuân Hoa đi một đổi đây chắc cặp xe đò, làm sao cũng lên xe đò qua Mỹ Tho. Ở bển thì xong, mà nó có nói hễ đi ra không khi nào trở về. Phía đó khỏi lo, còn vợ nhà, người này hễ bơm cho ngọt nói cho hay chắc nghe theo. Nói làm sao cho đừng có kêu réo con nọ về đây thì xong việc chứ gì. Thế thì trước sau được rồi, có ai hay biết điều chi mà lo. Nhưng rốt cuộc lại suy xét ra thiệt tức, tức là tinh thần mình yếu nhớt, không dằn được dục tình, nên mới sanh chuyện khó dễ như vậy. Ôi mà cũng không sao, phận mình yên thì thôi, phận Xuân Hoa cũng vậy. Tội nghiệp có một điều là nó chưa mấy tuổi đầu mà phải dở lỡ trọn đời. Ấy, mình không phải thánh thần gì mà dằn được. Tội đồ đa. Ông thánh nào lâm cảnh như tôi chắc cũng không khỏi bị ma quỷ cám dỗ. Ôi thôi, mà cũng may cho mình, nếu Xuân Hoa còn ở đây thì khổ lắm. Rủi mà may. Không sao, giá cho Xuân Hoa đi tới chỗ mạnh giỏi thì yên việc. Đường suy nghĩ, nghe kèn xe, ông biết xe nhà, bèn đứng dậy bước ra. Vừa bước ra tới cửa thì xe đã chạy vô sân, vừa ngừng. Ông chủ sự lật đật bước lại mừng vợ. Cô chủ sự mau mau mở cửa xe nhảy xuống, cười nói: Mình coi tôi khá không? Quan thầy nói tôi thiệt mạnh rồi. Cô dày, ngó vô xe, nói tiếp: Mạnh mà không trọn vui, vì con Xuân Hoa coi nó bệnh nhiều, đang nằm bất tỉnh ở trong xe kìa. Đi đâu không biết mà tôi gặp té xỉu giữa đường, gần ngã ba Long Hiệp á. Tôi biểu sớp phơ khiêng lên xe chở về đây, trên xe cho nó hít thuốc sức dầu mới tỉnh lại. Mà con sao kỳ à, vừa mở mắt thấy tôi nó lại lật đật mở cửa xuống muốn nhảy xuống xe. May tôi kéo lại kịp,
rồi biểu con Sáu coi chừng về tới đây. Sáu à, vô biểu bày trẻ ra vài đứa vịn cô bay xuống xe rồi dắt vô nhà. Ông chủ sự đứng sửng sốt, chết điếng ngó trân trong xe. Còn bạn gái trong nhà chạy ra đỡ Xuân Hoa vô nhà. Vợ chồng ông chủ sự đi sau. Cô chủ sự nói: con đó làm như có cơn điên, chắc ở nhà có rầy rà giận hờn chi đây mới bỏ đi kỳ cục như vậy. Ông chủ sự làm thinh. Cô hỏi nữa: sao vậy mình? Mình biết không? Ông chủ sự lắc đầu. Cô nói: thôi mình theo coi chừng đem Xuân Hoa vô phòng, còn tôi đi thay đồ rửa mặt rồi sẽ qua sau. Vợ đi rồi, ông chủ sự mới tỉnh hồn. Ông đi theo Xuân Hoa vô phòng và đi và nói lầm thầm: không sao, chắc nó chẳng có nói tới chuyện đó. Xuân Hoa vô khỏi cửa phòng, lên giường nằm vai mặt vô vách. Mấy đứa ở đều bước ra, duy còn ông chủ sự đứng đó mà thôi. Ông nói nhỏ nhỏ: Xuân Hoa. Em. Xuân Hoa vai lại nói: anh đừng lo, tình cờ tôi mới trở lại đây chứ chẳng phải tôi muốn đâu. Ông chủ sự đứng làm thinh. Xuân Hoa nói tiếp: đi đâu đi đi, đừng đứng đó, tôi khinh bỉ anh lắm, không muốn thấy mặt chút xíu. Vừa nói cô vừa nhảy xuống giường, xô ông chủ sự ra rồi đóng cửa lại. Ấy là bây giờ rõ mặt đôi ta, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều, cùng nhau căn dặn đến điều, trăm năm chỉ có bấy nhiêu là tình. Chương 7. Việc làm chớ tưởng không ai biết, phải sợ người xem cử chỉ mình. Ở nhà gần một tháng, cô chủ sự cũng không biết tại sao Xuân Hoa bỏ nhà ra đi như vậy. Thấy dượng cháu không ai nói tới ai, cô biết hai người có giận hờn nhau. Cô hỏi chồng thì chồng nói biết đâu, còn hỏi Xuân Hoa thì Xuân Hoa sụ mày không trả lời. Hỏi riết Xuân Hoa trả lời cục ngủng. Cô chủ sự hỏi: con có gây lộn với dượng con hay không? Không. Con có làm điều chi người phiền chăng? Có ai phiền tôi sao? Không ai nói phiền con, nhưng phải có chuyện chi quan hệ mới kẻ mặt buồn, người mặt giận như vậy. Mặt tôi buồn khó làm vui. Không ai biểu con làm vui, biểu đừng châu mày đó thôi. Coi kỳ quá mà. Kỳ quá thì đuổi tôi đi. Sao con nói lạ vậy? Vì ở với con, cha mẹ ruột không bằng, vì lo lắng cho con được im vui sung sướng, sao nay con dùng lời bạc bẽo như thế? Tôi không muốn vui sướng, muốn cực. Xuân Hoa trả lời cục ngủng như vậy rồi làm thinh. Ăn cơm xong vô phòng chứ không nói tới ai cả. Đi chơi trong đồng cũng không đi. Tennis là món cô ham, cô cũng không chơi. Tánh cô vui vẻ, nay lại không nói không cười, ai thấy cũng lạ. Lạ hơn hết là sao cô không ngó mặt ông chủ sự. Trong nhà ai nấy đều dị nghị, bàn luận lăng xăng. Người này nói: việc lạ đó xảy ra chính lúc bà chủ về. Chắc ghen. Người kia rầy: ê, đừng nói bậy, con nít còn đi học mà biết gì nè. Kẻ nọ trề môi: học trò đời này ghê lắm cậu ơi, đừng tin mà lầm. Bà chủ mình không coi chừng cũng có e có ngày đa. Cử chỉ Xuân Hoa làm người ta dị nghị thì phải rồi, nhưng ngó tới mặt mày ủ dầu của ông chủ sự, ai cũng phải bắt nói. Mặt ông giống hai ngón tay tréo, nhất là lúc nào đối diện lâu lâu với vợ với cháu. Dòm kỹ thấy ông buồn bã như bị ai ăn hết của. Buồn bã lại đau đớn, phải ân cần mơn trớn vợ đặng vợ không nghi. Mà Xuân Hoa thấy mơn trớn gì mình bao nhiêu, nàng sốn lòng bấy nhiêu. Ông chủ sự cũng dư biết làm như vậy là ông đê hèn lắm. Ông thẹn lương tâm ông cắn rứt, cho nên hễ ông mơn trớn cười giỡn với vợ lúc nào thì ông liếc ngó Xuân Hoa coi thử Xuân Hoa có giận không. Khổ hơn hết là giờ ăn cơm chung nhau, giờ ấy chẳng khác giờ của người tội phạm quỳ chờ thọ khổ hình. Còn thêm một điều này nữa, cô chủ sự vắng mặt chồng gần 2-3 tháng, khao khát sự tình thương nên mỗi chút cô mỗi giỡn hớt, mỗi nựng nịu chồng, mà giỡn chơi trước mặt Xuân Hoa mới khổ. Trong bụng cô nói: thứ con nít biết gì. Trời đất ơi, sao không biết, mà biết chừng nào càng đau ruột gan chừng ấy. Khi thì cô chủ sự kề tai nói nhỏ với chồng, khi lại ngắt déo chọc nách. Mỗi lần vợ tỏ dấu thương yêu, ông chủ sự đều khó chịu hết sức, nhưng đâu dám nói, đâu dám biểu dừng. Không nói chứ mặt mày ông sượng sần, khiến phải làm tuồng e lệ. Cô chủ sự thấy vậy bất lạ, mà cái lạ của cô đâu bằng cái đau đớn vô ngần của Xuân Hoa.
Thấy tình hình hai người như vậy, cô chủ sự để ý, quyết dò thử coi cho biết nguồn ngọn tại sao. Bữa kia dùng cơm gần rồi, tới lúc ăn tráng miệng, cô chủ sự bẻ trái nho tươi đút vô miệng chồng. Ông vừa hạ miệng, cô lấy lại cắn nửa trái, còn nửa trái nhét vô miệng của ông chủ sự, rồi cười reo ngả ngớn. Xuân Hoa đỏ mặt, liền khăn ăn trên bàn, xô ghế bỏ vô buồng. Cô chủ sự thấy chuyện kỳ như vậy, lật đật hỏi: "Ủa, con Xuân Hoa làm gì lạ vậy kìa?" Và nói và ngó chồng. Ông chủ sự bộ mặt sượng trân. Cô thấy vậy càng lạ thêm, bèn xếp khăn để trên bàn, bước theo Xuân Hoa. Cửa phòng đóng, vô vặn nút cửa kêu lớn, không ai trả lời, mà trong phòng lại nghe tiếng khóc. Cô chủ sự hết lạ tới nghi, mà cử chỉ hai người như vậy không nghi sao được. Nghi mà cô tỉnh, cô không nóng, không lụp chụp. Cô để thủng thẳng dọ cho biết cớ sự tại sao. Hai người kia cũng biết bị người nghi rồi, nên cẩn thận lắm, sợ vô ý bể chuyện. Tuy ai không nói ai, nhưng phận ai nấy biết, phận ai nấy giữ. Ghét nhau bề ngoài chứ bề trong dường như có giao kết nhau, cũng như hai người đồng lõa một bụng nhau, đặng giấu việc kín nhiệm cho khỏi bị hại chùm. Tội nghiệp cô chủ sự, cô để ý rình đặng biết rõ vụ này, mà té ra cô không biết chi cả. Ngày lùng tháng qua, gần tới bữa khai trường, cô nói với Xuân Hoa: "Nè con, lo sửa soạn lần đi, gần tới ngày học rồi. Ở dưới này con buồn, có lẽ lên Sài Gòn đông chị em, con đổi buồn ra vui." Nói rồi cô để ý coi bộ Xuân Hoa ra sao. Đáng lẽ nghe nói Xuân Hoa mừng vui, mà không. Sau cô ủ mặt giàu giàu, ủ mặt lại còn liếc mắt ngó ông chủ sự. Cô chủ sự lại nghi hơn nữa, nghi chừng nào cô coi chừng gắt chừng nấy. Cũng bữa ấy chiều tối ăn cơm gần rồi, cô chủ sự cố ý làm bộ bước lại tủ, lấy thêm dĩa, đặng sớt bớt bánh tráng miệng. Cô đương lum khum lấy dĩa, Xuân Hoa lật đật nói nhỏ nhỏ với ông chủ sự: "Tối nay 11 giờ tại đây, vì quan hệ." Cô chủ sự nghe rõ mấy tiếng đầu, còn khúc sau nghe văng vẳng, nhưng cô hiểu. Cô trở lại bàn ngồi xuống liếc xem. Xuân Hoa làm mặt tỉnh táo, còn ông chủ sự thì coi lo lắng lung. Cơm xong dọn dẹp rồi, mạnh ai nấy đi. Ông chủ sự ngồi tại phòng viết hút thuốc và coi nhật trình. Cô chủ sự bước lại đánh vài bản đợn, rồi về phòng nghỉ. Còn Xuân Hoa ăn rồi trở về phòng liền. Nơi phòng viết có bộ ván nhỏ, có kệ sách, ban đêm khi nào trời nực, ông chủ sự nằm tại đó coi sách rồi ngủ luôn. Bữa này ông nói trời nực nên ra nằm nơi ấy. 10 giờ rưỡi, đâu đó đèn tắt hết, trong ngoài lặng trang. Lâu lâu khi thì nghe tiếng dế kêu ngoài sân, khi thì lại nghe tít tắt phía đồng hồ treo trên vách. Cô chủ sự nằm im nín thở lóng tai. 11 tiếng đồng hồ vừa gõ, bỗng nghe động ngoài phòng sách. Kế nghe cửa mở nhẹ nhẹ, nghe tiếng người đi. Một hồi bên phòng Xuân Hoa cũng có tiếng người đi ra. Một chập nghe tiếng hộp quẹt máy, thấy có ánh sáng, thấy ông chủ sự đi trước, Xuân Hoa theo sau. Cô chủ sự chờ hai người đi khuất rồi, cô sẽ lén bước theo. Cô đi chân không, bước hết sức nhẹ, mò mò vô phòng ăn. Hộp quẹt máy còn cháy để dựng nơi bàn. Ông chủ sự đứng ngoài ngó vô, khoanh tay giữa tủ rượu. Còn Xuân Hoa đứng bên kia cũng ngó vô, hai tay chống trên bàn ăn. Cô chủ sự thấy không ai ngó ra nữa, cô mới thủng thẳng bò vô, ngồi chồm hổm sau cái ghế dựa để dài bên tủ rượu. Cô vô tới thì hai người đã nói gì rồi không biết, duy nghe tiếng Xuân Hoa: "Làm nhọc lòng anh đến đây vì có việc quan hệ, nói chuyện núp lén như vậy tôi cũng thẹn, nhưng ngày giờ tới một bên biết làm sao, còn hai bữa nữa phải tựu trường." Hoa cũng biết đi thì buồn, nhưng làm sao cản được. "Anh phải cản, phải làm sao cho tôi khỏi đi, không thế nào tôi trở lên trường được." "Ủa, sao vậy?" "Tôi biết anh không còn một điểm thương tôi, đáng lẽ tôi không nên ở lại đây, nhưng mà phải ở." Nói tới đây cô ngập ngừng ngó xuống bụng rồi nói tiếp: "Bụng dạ như vậy đâu dám trở lên trường." Ông chủ sự nghe nói thình lình bắt lạnh cả thân mình, dường như ai cầm một cục nước đá thoa từ gót cẳng dài theo xương sống lên tới ót của ông. Miệng khô hồng cứng, ú ớ muốn nói mà không biết nói lời chi. Ôi thật đau đớn biết bao nhiêu cho ông. Nhưng mà sự đau đớn đó sánh lại đâu bằng sự đau đớn của người ngồi chồm hổm sau ghế bên kia. Mỗi lời của Xuân Hoa thốt ra chẳng khác một lưỡi dao nhọn khươi thịt cô. Cô chủ sự hai tay ôm đầu mình như sợ đầu đau quá nổ văng óc ra. Xuân Hoa lại nói nữa:
trong mình tôi biết. Sao lạ, sao khác mọi khi. Chắc tôi có chữa. Ông chủ sự cắn răng bầm miệng, ú ớ trả lời. Em lo sợ như vậy chứ chắc không phải. Em tưởng em lo trong trí, chứ thật tình có chi đâu mà lo. Xuân Hoa lắc đầu. Không phải điều mơ tưởng bá dơ. Tôi có quen biết một hai người cũng mang mệnh như tôi. Người ta cũng bần thần khó chịu, cũng nghe máy động trong bụng như tôi vậy. Tôi lo sợ mà còn nghi, nên lấy sách thuốc xem kỹ. Trong sách cũng nói y như thế, không sai chút nào. Ông chủ sự làm thinh. Xuân Hoa nói tiếp. Lúc có thai đây cho đến khi lúc lâm bồn, tôi không năn nỉ cầu xin anh điều chi cả. Tôi đẻ được, tôi nuôi con được, không sao. Ngặt bây giờ khó cho tôi, vì không thế nào tôi dám trở lên trường. Bụng dạ như vậy, trong một hai tháng nữa còn giấu ai được. Vì vậy nên cậy anh nói với dì tôi, kiếm thế nào cho hay, nói cho tôi không đi học nữa, rồi tôi trở về Mỹ Tho ở với bà con bển thì yên. Ông chủ sự tằng hắn nhỏ nhỏ vài cái rồi nói. Không dễ gì, biết dùng cớ chi bây giờ. Đây rồi dì em nghi nan thêm, mà không biết em nói vụ thai nghén đó mà có thiệt hay không. Tốt hơn chờ coi. Chờ cái gì? Chờ đến lúc nào chị em trong trường thấy rõ đã người ta xúm lại nhạo báng sao? Thì không dè anh khiếp nhược đến nỗi này. Tôi khinh bỉ anh lắm. Nè, tôi nói cho anh biết, nếu anh làm tôi nổi sung thì tôi sẽ thuật hết công chuyện cho dì tôi nghe bây giờ. Cô chủ sự dưới ghế bò ra đứng dậy nói. Không cần chi thuật lại, ta đã nghe rõ rồi. Xuân Hoa ngó cô chủ sự trao tráo. Mặt cô chủ sự tái xanh, chẳng khác nào ma quỷ hiện hình về. Còn ông chủ sự điếng hồn, dợm bước qua chỗ khác, đứng nép bên hông tủ rượu, dường như muốn trốn vợ. Cô chủ sự thủng thẳng bước lại đứng giữa hai người, hai tay chống trên bàn ăn, mắt ngó người này rồi ngó người kia. Một chập cô nói. Ta nghe rõ hết, đáng lẽ ta đã té chết liền tại đây. Là vì sự đau đớn này là đau đớn vô ngần, phải đau từ chặn từ hồi. Nó phải làm cho ta ngất ngơ lâu ngày chày tháng rồi mới chết. Bây làm chuyện như vậy thật xấu hổ hư hèn hết sức. Mà ta đâu có đủ hơi đặng sỉ nhục bay cho vừa lòng ta. Nè chồng, nè cháu. Chồng cũng vậy, cháu cũng vậy. Ta muốn cho ai ai đều được giàu sang sung sướng. Đâu có về bay trả ơn cho ta cách này. Trả ơn của bay là làm cho ta đau đớn sống sang trọn đời đó. Xuân Hoa khóc và ngồi xuống lại cô chủ sự. Cô chủ sự nói. Con ơi, lớn khôn như dì đây mà lúc trước dì còn phải bị người dỗ dành, cũng bởi tin nghe lời ngọt dịu thề thốt của người ta. Huống chi con khờ dại nên phải lầm. Dì đâu có phiền có giận. Giận là giận người kia kìa. Cô chỉ ông chủ sự. Người đã thề thốt với ta rằng yêu rằng thương, lại còn làm xấu hổ cho ta, mà sự xấu nhơ nhuốc ấy lại xảy ra tại ngay nhà ta như vậy nữa chứ. Thiệt ta cho người đó là người khốn kiếp. Ông chủ sự tuy quýnh sững, chứ cũng còn nhớ rằng mình là chồng, không nên để cho đàn bà nói quá. Đã biết bụng không muốn chống cự, miệng không dám trả lời, nhưng ông nhất định ngoài mặt phải làm bộ cự hẳn coi mới được. Ông bèn bước ra, tay đút trong túi áo mát, miệng nói. Đây không phải là cái chỗ cãi lẫy đối đáp. Chờ sáng sẽ hay, đừng nói nữa tôi không nghe đâu. Cô chủ sự trả lời. Mình hãy đứng đây nghe cho tới cùng, dẫu lời nói của tôi vừa tai mình hay không vừa tai cũng mặc kệ. Nè, mình hãy nghe cho rõ. Cớ sự tác tệ như vậy tôi vô tòa xin để bỏ cũng được. Tôi nói cho thiên hạ biết chuyện mình làm đê tiện như vậy cũng được. Nhưng không, tôi không muốn cho tên Lưu Thị Nga này vô giữa tòa cho trăm ngàn người biết, đặng cười chê biếm nhẽ. Cha tôi làm quan, ông nội tôi cũng làm quan, chồng trước tôi cũng đấng cha mẹ dân, nên tôi không muốn cho sự nhơ nhớp của mình văng ra trúng mấy người đã nằm yên nơi chính suối. Tôi nín, tôi làm thinh, nhưng tôi buộc mình và buộc con Xuân Hoa từ đây về sau phải nghe lời tôi. Biểu chi phải làm theo vậy, không được cãi lẫy, không được trả lời chi cả. Cô bước lại vặn đèn lên sáng rồi nói tiếp. Bây giờ hai người ai về phòng nấy cho mau. Xuân Hoa cúi đầu đi trước, cô chủ sự đi kế theo. Đi vài bước cô dài lại nói với chồng rằng. Kể từ ngày nay tình vợ chồng của chúng ta đã dứt hẳn. Nhưng mà đối với bạn bè cùng đối với kẻ ngoài, chúng ta vẫn còn vợ chồng như thường. Đặng thiên hạ không biết câu chuyện khốn nạn xảy ra như vậy. Làm trò như thế cũng đau đớn lắm, nhưng sự đau đớn của ta khác sự đau đớn của người biết ngần nào. Mà nói cho người biết, người phải lo phần người cho tròn vẹn, phải làm cho đúng đắn.
Nếu tại người mà kẻ ngoài thấu rõ việc này thì ta thề sẽ giết người như giết loài thú dại vậy. Ấy là Diệt Đà Dĩ Lỡ biết làm sao thốt những lời ra bắt nghẹn ngào, giữ mực như bưng cho kín mít, lửa tâm càng dập lại càng cao. Chương 8. Cũng vì lỡ một lầm hai, trăm năm quả báo khuyên ai phải dè. Thiên hạ quận Tân Thành, già trẻ bé lớn gì cũng đều luận bàn chuyện cô chủ sự có bầu. Ngày nào ông Hàm cũng đón người này, chận người kia hỏi hăng lăng xăng, cho biết chừng nào cô chủ sự nằm chỗ. Họ trả lời: biết đâu nè, ông vô trọng hỏi thì rõ mà. Ông Hàm cười hì hì rồi nói: hì hì, hỏi làm gì? Việc bí mật để kín đáo cho người ta. Cái gì ở trên Đà Lạt đau rồi về tới nhà dục có chữa, thiệt bí mật. Mà có chữa sao không ở nhà nằm chỗ, lại trở lên Đà Lạt làm chi? Mà đi trển sao không dắt chồng, lại dắt cháu? Vụ này lạ quá chứ phải chơi đâu. Ông Hàm nói cũng thật có như vậy. Cô chủ sự trở ra Đà Lạt với Xuân Hoa, cô mướn nhà nhỏ gần sở Cẩm Ly, mướn luôn đứa ở cũng người Đà Lạt đặng phục sự Xuân Hoa. Cô ở ngoài nhà hàng lớn, mỗi ngày vô ra thăm chừng. Xe hơi cô cũng cho về, không để người nào dưới Tân Thành ở trên này cả. Tuy gia đình thình lình nghiêng ngửa mặt dầu, chứ cô chủ sự tỉnh táo không ai bằng. Cô tính toán chuyện gì cũng đúng, cô giả có chữa cũng hay, biểu Xuân Hoa giả đau cũng phải. Vậy mới có cớ đi với nhau lên Đà Lạt. Mà đi đây không có ông chủ sự theo, nên thiên hạ đều lạ, đều hỏi. Cô cũng biết vậy, song nhất định không muốn hai người thấy mặt nhau, nên buộc chồng phải ở lại. Gần tới ngày Xuân Hoa lâm bồn, cô chủ sự đánh dây thép, ông mới lên. Trên Đà Lạt ai thấy ông chủ sự đều nói ông là chồng của Xuân Hoa, còn cô chủ sự bị rầu việc nhà nên mau già. Phần cô giống Xuân Hoa nên ai cũng tưởng rằng cô là mẹ vợ ông chủ sự. Ba người ở chung một nhà đặng ngóng chờ ngày Xuân Hoa đẻ, coi chẳng khác như ba người đóng ba vai tuồng trên sân khấu. Người thì đóng vai kép bị sỉ nhục, người đóng vai đào bi ai, còn người lại đóng vai mụ già độc. Kép xuống mình chịu nhục, không dám lời chi than vãn, còn đào bi ai mãn lo cuộc nở nhụy nên quên lửng cảnh bi ai. Duy có vai mụ già độc, ôi thiệt là vai khó đóng. Tuy bề ngoài mụ gầm hét ngó trừng, chứ bề trong mụ ứa gan nát ruột. Thiệt từ cổ chí kim ít thấy nơi chốn kịch trường, chưa có người nào đóng vai này cho được hoàn toàn. Thế cô chủ sự đóng được mới cực hay, mà đóng vai ấy ngày này qua tháng kia, thật phải gan sắt dạ đồng mới đóng nổi. Ngày lâm bồn đã đến, tròn một bữa Xuân Hoa nằm thiếp thiếp, không mở mắt, không nói một tiếng, không ăn một hộp cơm. Đúng 6 giờ chiều thoạt nghe la lớn, dường như ai bị đau đớn chi lắm vậy. Hai vợ chồng ông chủ sự chạy vô, thấy cô mụ bồng đứa nhỏ đưa lên nói: Đại Phước, con trai. Ông chủ sự lật đật bước lại đưa tay muốn bồng đứa bé. Cô chủ sự trợn mắt ngó, nói: để đàn bà lo cũng đủ, đàn ông ra ngoài phải hơn. Ông chủ sự riêu riếu bước ra. Ngày sau, ông đi với cô mụ và hai người chứng lối sớm đến nhà hội đặng khai sanh cho đứa nhỏ. Ông khai rằng con của Thái Văn Quang và Lưu Thị Nga ở Tân Thành. Ông biết rằng khai dối như vậy phạm luật, nhưng biết làm sao bây giờ. Ôi, mà từ ngày xuống Tân Thành tới nay đã phạm tội nói dối biết mấy lần, bây giờ khai dối một lần nữa có chi mà phải e lệ. Khai xong rồi, ông chủ sự lên xe lửa về Sài Gòn, mướn nhà mướn vú, mướn đứa ở. Trên Đà Lạt, Xuân Hoa ở một mình với cô chủ sự, lo cho đứa nhỏ bú. Tới chừng mẹ con cứng cát, liệu đi xa được, hai dì cháu và đứa bé về Sài Gòn. Còn con vú và mấy đứa ở, ai ai lối sớm cũng vậy, đều tưởng thiệt rằng cô chủ sự là mẹ đứa bé. Coi bề ngoài được yên, tiếng tâm không có, cô chủ sự mới định ngày về Tân Thành. Tuy bề ngoài cho rằng xong, chứ bề trong còn rối như tơ. Về tới Tân Thành thấy chỗ này nơi kia, ai nấy đều nhớ chuyện xưa, nên người này bắt châu mày, người kia khiến ủ mặt. Vô tới nhà dục phát lãnh, dường như góc nào kẹt nào đều có yêu ma nhắc nhở cho ba người đừng quên mấy tháng vui cười cùng mấy giờ giông gió. Thật vậy, ở trong nhà một ngày ấy đau dạ một ngày, đứng trong nhà một phút đó là khổ lòng một phút. Cô chủ sự bước vô chưa kịp ngồi thì mấy đứa ở chạy lên chào hỏi lăng xăng,
khen mừng không ngớt. Ai cũng dòm đứa bé, người thì quẹt gò má, kẻ lại rờ hai bàn tay, quẹt rờ rồi lại khen lớn. Chúa ơi, cậu bé dễ thương làm sao. Cha bé sổ sữa dữ ha. Ủa, nó giống bà như khuôn. Y, nó cười cũng có hai đồng tiền nữa. Anh sắp phơ sen vô nói. Bẩm bà xin lỗi cho tôi nói, đẻ con trai đại phước đó bà, chứ đẻ con gái thiệt là mối lo, thứ đó như món hàng khó bán vậy. Một lát lối sớm chạy lại, ai ai cũng khen rồi, người này nói này, người kia nói kia, bợ đỡ nghe điếc tai. Ai nói gì cô chủ sự cũng gật đầu, cũng cười, cũng tỏ lời cảm ơn, mà ngoài mặt cô vui, chứ trong lòng như dao cắt. Xuân Hoa cũng lo vai tuồng của mình cho tròn phận sự, cô đâu dám tỏ vẻ buồn. Máu thịt của mình bị người ta cướp giật, để người ta bồng ẩm, nựng nịu. Lời thiên hạ khen, chính khen mình mà người khác lại chịu hưởng lời khen đó, sao không tức, sao không giận. Cô nghĩ tới thì máu ganh sôi trào. Cô muốn chạy giành đứa bé, ẩm nó đi, rồi trốn vô đồng ruộng đặng nuôi lấy, đặng hung hít cho thỏa lòng, cho đáng công cưu mang 9 tháng. Nhưng ngó lại thấy con đỏ lói, mỏng mảnh như trứng chim, thì cô cắn răng dằn lòng mà chịu. Đáng thương xót hơn hết là ông chủ sự. Ngó lại coi ông nhỏ nhen thấp thỏi hơn hai người đàn bà kia, mà lại còn bị hai người chê ghét, khinh bỉ nữa. Ông cũng ôm bụng, chịu vậy chứ không cãi cưỡng gì. Có một hai khi ông nhân quyền làm cha, muốn bước lại ẵm con, nhưng vừa dởm bước lại thì bị vợ trợn mắt ngó, ông phải thối lui, đứng trong hốc uống cay nuốt đắng. Khó chịu hơn hết là khi nào ba người hiệp lại một bàn, ngồi chung một chỗ. Chừng đó càng bực bội lung nữa, khiến như mây đen dần vũ, muốn mưa lớn giông to. Tuy ngồi tỉnh táo làm thinh, nhưng ba người ngó nhau, dường như thù hiềm nhau dữ lắm, muốn ấu đả nhau một trận mới vừa lòng. Vì vậy cho nên trong 6 mắt ngó nhau, mắt nào cũng có hào quang chiếu xẹt xa như chớp nhán. Mây dần sấm sét tư bề, mà đứa bé vẫn nằm trong nôi liếu lăng, chẳng khác gì con chim non chớp cánh lý nơi phòng người chết. Dần lòng hơn hết là cô chủ sự, dằn nhịn cho khỏi sanh ra cuộc cãi lẫy trong nhà. Nhưng ráng nhịn chừng nào càng khó chịu cho tinh thần, trí não cô chừng nấy. Cô ăn không ngon, ngủ không yên, nằm xuống thấy bậy, ngủ thì mớ, mắt mở lại chim bao. Cô sanh ra chứng quạo quọ, rầy la từ chút. Nhất là khi nào thấy Xuân Hoa lại gần nôi đứa bé, thì cô giận, cô hét gian. Chiều bữa kia cô nằm ngủ thiêu thiêu, thoạt nghe văng vẳng bên tai tiếng hát đưa em déo giòn lãnh lót. Cô chống tay ngồi dậy, lóng tai nghe hát ru như vậy. Âu ơ, nín đi con hời, con hời, thảm sầu này cũng bởi tại vì ai. Ơ, nín đi con đừng có khóc, khiến mẹ buồn hình dốc ốm o. Nín đi con sao nằm không ngủ, hay nhìn người mặt ủ mày châu. Cô chủ sự bước ra, thấy rõ Xuân Hoa đang bồng đứa bé và đưa và ru, thỉnh thoảng cúi xuống hung thằng nhỏ trơ trất. Cô chủ sự mau mau chạy lại la lớn. Ai cho phép ngươi đến đây bồng thằng bé? Đưa nó đây, đi ra ngoài cho mau. Cô và la và giật đại thằng bé. Đứa nhỏ thức dậy khóc la ôm sòm. Xuân Hoa sợ nói, dì ôm nó cứng quá, đau, nó khóc kia cà. Thầy kệ nó, ta làm nó đau thế nào cũng không bằng hai đứa bay làm ta đau. Cô nói mà ngó Xuân Hoa trân trân, tay ôm chặt thằng bé. Xuân Hoa la lên, nó ngợp hơi, xin dì nới tay chút mà. Của ta làm sao ta làm, can gì tới ngươi mà nói. Ta biết bao nhiêu đau đớn xót xa cũng vì thằng này. Của ta dẫu ta bỏ nó đây, quăng nó đi, chà nó như chà con kiến thì ai cũng chẳng làm chi ta. Cô chủ sự nói rồi chạy lại gần cửa sổ, muốn ném đứa nhỏ ra ngoài sân. Xuân Hoa la lớn chạy theo đứng trước cửa sổ, giăng tay cản không cho. Ông chủ sự nghe la chạy đến, thấy như vậy bèn đứng gần vợ, coi chừng đặng tùy cơ ứng biến. Cô chủ sự ngó trân trân hai người, và ngó và thúc lui lại nôi. Thình lình bỏ đại đứa nhỏ vô nôi, cười lớn lên một tiếng, rồi đâm sầm chạy ra ngoài, và chạy và ngó ngoái lại đằng sau, dường như sợ ai rượt theo. Khuất ông chủ sự và Xuân Hoa, cô lại ngó chừng hai bên vách, rồi ngó lên nóc bình thiên, như sợ vách ngã, sợ nóc sập. Cô và chạy vừa ngó chừng như vậy ra tới cửa lớn, rồi cô giục chạy riết ra ngoài đồng.
trời tối, phần mấy đứa ở đều làm công chuyện nơi nhà sau, nên không ai thấy cô chạy ra ngã nào. Cô chủ sự chạy đại vô đám cỏ cao kiếm chỗ ngồi trốn, dường như sợ người rượt theo. Chạy một đổi tới bờ ao ruộng, cô ngồi im gần gốc cây, ngó xuống nước, ngồi không cục cửa như hình đá. Mấy con chim về trễ bay luyện trên cao, kêu nghe lăng liếu. Cô giật mình ngó lên, thấy giữa trời sao giăng chớp nhắn, trên cây đơm đớm tỏ lu. Chim kêu làm óc cô rúng động, sao chớp làm trí cô lờ mờ. Đầu cô nhức, mình cô lạnh, tay cô run, chân yếu như cây sậy. Cô dậm đứng dậy muốn đi, thoạt té quỵ xuống, rồi hét một tiếng lớn. Tiếng lại kéo dài như vượn hú, nằm dài gần hốc cây, bất tỉnh nhân sự. Lúc cô bỏ nhà chạy ra ngoài, ông chủ sự và Xuân Hoa hô lên, tôi tớ trai gái chạy theo, mà ai cũng cứ đường lộ nẻo cùng mà đi, chứ không băng xuống ruộng, hoặc thẳng ra đồng. Trọn cả đêm đốt đuốc thắp đèn đi kiếm dở lỡ, xong không thấy tâm dạng chi hết. Đến trời gần sáng, nghe tiếng xạo sự ngoài sân, ngó ra thấy hai người lối xóm dịnh đỡ cô chủ sự đem vô nhà. Cô bỏ tóc xả, mà tóc rối nùi, áo quần ướt hết, chân tay bùn đất, mặt mày tèm lem. Mắt cô giáo giác, miệng cô cười mà tiếng cười nghe lạnh mình rợn óc. Vài bữa sau, trong Nam Kỳ Nhật Báo, nơi một thời sự có in bài sau đây: dứt sữa gấp nên phát điên. Ở Tân Thành ai cũng biết cô Quyện Tài, vì mấy năm trước chồng của cô làm chủ quận tại đó. Ông Quyện khuất sớm, cô khéo lo gầy dựng sự nghiệp chồng để lại, nên được tiếng hạng nhất trong đám nghiệp chủ tại Tân Thành. Thủ tiết 3 năm ai cũng khen. Mới năm ngoái cô làm đám cưới với ông Thái Văn Quang, chủ sự Sở Điển Tính, người Sài Gòn, mới đổi lại nơi ấy. Chẳng bao lâu cô sanh được một con trai, rồi mang bệnh nên dứt sữa ngang, không cho con bú nữa. Người ta nói tại đó nên hư động ốc, làm cô điên chạy cùng trong đồng ruộng mà trốn. Kiếm được về nhà, rước ông này thầy kia thuốc men chuyên chữa mà bệnh không hết. Nghe nói ông Quang sẽ đem vợ lên nhà thương Biên Hòa. Cô chủ sự vô nhà thương Biên Hòa đã lâu, nhưng quan thầy nói không thể nào mạnh được. Còn ông chủ sự và Xuân Hoa, hai người bỏ nhà cửa ruộng đất tại Tân Thành, rồi góp nhóp tiền bạc đi chỗ khác. Nay ở Cấp, mai ở Nha Trang, mốt về Sài Gòn, đi khắp xứ chứ không ở chỗ nào cho yên. Ở chung với nhau nhưng mà ghét nhau vô cùng, ghét cay ghét đắng. Ghét nhau mà thôi nhau không được, bị đứa nhỏ cũng như sợi dây buộc chặt hai đàn. Ai cũng lo cho nó, ai cũng dành nuôi nó, nên không ai chịu xa thằng bé. Lâu lâu viết thơ hỏi thăm quan thầy tại Biên Hòa, thì có giấy trả lời nói cô chủ sự mạnh giỏi, ăn được, ngủ được, nhưng mất trí khôn hoài, không khá chút nào. Còn đứa bé một ngày một lớn, lại giống tạc cô chủ sự, cười cũng có hai đồng tiền nơi gò má. Ông chủ sự và Xuân Hoa thấy càng buồn thêm, thấy mặt con bắt nhớ chuyện xưa, lương tâm cắn rứt đau đớn, không thể nào nói được. Có thơ rằng: già kén đâu dè quá chẹn hôm, duyên đưa dì cháu một ông cờm, nói cười ngoài mặt huê tươi tắn, phiền muộn trong lòng lửa nhén nhôm, ôm lấy mối sầu nuôi trẻ dại, làm như trí lãng bị người tôm. Ở đời khuyên chớ noi đường quấy, tuy chỗ không người có mắt nôm. Hết chuyện.